Tư ơi, ra lấy nước Tư ơi. Trời, nước tới hồi nãy giờ thèm muốn chết. Trời ơi, thèm bữa giờ ở này mới có. Ôi, mắt đái quá, để đi đá cái ra uống coi. Có bà Tư ở nhà không ta? Có đôi dép ở nhà, vậy là có bà ở nhà rồi. Ngon quá. Thánh thần Amen lạy Chúa Tôn Nam Mô Di Đà Phật. Ai uống vậy trời? Trời, nhà này có ma hả trời? Ôi, ma. Ôi, ma.